Với lợi thế dùng ngọt quá, từ lâu mô hình lúa cá đồng vốn thích nghi và phát triển tốt trên đồng đất huyện Trần Văn Thời. Tuy nhiên, từ thời điểm chuyển hướng sản xuất từ một vụ lúa mùa lên hai vụ lúa, con cá đồng sinh sản tự nhiên ngày càng hiếm. Để giúp nông dân khôi phục lại nguồn lợi cá đồng hiệu quả, năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau đã thực hiện thí điểm dự án xây dựng mô hình sản xuất lúa kết hợp cá đồng hai giai đoạn với diện tích 45 hectare trên địa bàn xã Khánh Bình Tây. Mình tác động cái lúa hè thu á, nó nhiều vụ rồi, thành ra bây giờ cái con cá đồng nó không còn nữa. Mà bây giờ muốn làm lại thì bây giờ chỉ còn cái cách là mình tạo cái con giống để mà mình nuôi. Thì theo như cái cách tôi làm hiện nay thì thấy nó cũng có cái kết quả được đầu con. Thì như vậy là để mình tôn tạo lại cái vùng nước sâu này, là cái vùng này làm lúa thì nó cũng không hiệu quả cao bằng những cái vùng đất gò. Cho nên mình kết hợp được với con cá này thì rất là quý. Tương tự anh Giang Phong Trần, khóm 3 thị trấn Trần Văn Thời, nuôi cá bổi công nghiệp 2 năm nay. Hiện tại anh đang áp dụng thử nghiệm mô hình cá bổi 2 giai đoạn là ươm chèo cá giống khỏe mạnh, sau đó thả ra ruộng lúa. Hiện tại cá giống đã được thả ra môi trường ruộng lúa, cá ăn thức ăn tự nhiên, phát triển tốt, hứa hẹn mang lại hiệu quả và nguồn cá chất lượng so với mô hình nuôi công nghiệp trước đây. Đối với cái tính mới của cái dự án này là thì mình nuôi giai đoạn 1 ở trong dèo. Thì nó có một số cái tác dụng, như là nhất là khi mình đem cá giống về á thì mình nuôi ra trong dèo á thì nó mình quản lý được cái đầu con nè, mình tăng sức đề kháng của cá nè. Cái thứ hai nữa là khi mà mình nuôi trong dèo vậy á thì mình dễ quản lý đầu con. Cái thứ ba nữa là khi mình nuôi ra trong dèo ở giai đoạn 1 này á thì kích cỡ cá nó lớn. Thứ hai nữa là nó quen với mình thuận á, với quen với môi trường ngoài. Thì hiện tại tại cái vụ nuôi của mình á, cho nó không có bị sốc, nó quen rồi. Thứ ba nữa là nuôi ở giai đoạn này á, thì cá nó đã lớn rồi, thì khả năng bắt mồi nè. Thứ hai nữa là khả năng mà nó tránh cái kẻ thù ăn thịt nó thì nó rất là lớn. Cho nên là cái tỷ lệ hao hụt khi mình thả ra giai đoạn 2 á là nó ít, cho nên là cái khả năng thành công nó rất là cao. Bước đầu thì chúng ta thấy là cái hiệu quả khi đánh giá dự án thì sẽ mang lại một số thuận lợi cho bà con. Cái thứ nhất là cái tăng thu nhập cho gia đình, rồi góp phần là tăng cái phần thu nhập của cái tiêu chí mà thu nhập của nông thôn mới. Cái thứ hai nữa là thì cũng tạo được công ăn việc làm cho bà con. Và cái thứ ba nữa thì mình cũng là chuyển được cái khoa học công nghệ cho người dân để người dân nắm bắt trong quá trình sản xuất. Rồi cái thứ tư nữa là khi mình thực hiện cái hai dự án này thì cũng tạo được cái môi trường thân thiện trong quá trình nuôi trồng thủy sản. Cùng với cây lúa, thời gian qua người dân trên địa bàn huyện Trần Văn Thời đã bắt tay chuyển đổi sản xuất theo hướng đa canh, đa cây, đa con, mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Trong đó, việc khôi phục lại nguồn lợi cá đồng sẽ tạo ra sản phẩm sạch, tăng thu nhập, góp phần giữ vững tiêu chí thu nhập, tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.